Và xin toàn chúc cho toàn thể quý vị nơi đây có nhiều sức khỏe, đi vô bán vé đi má, đừng cười hoài, đã bị đen bị khùng nữa. Và kính thưa quý vị, nhớ tham gia tham dự ủng hộ dùm cho Lô Tô Hương Nam. Và bây giờ nam thanh nữ tú của đoàn Lô Tô Hương Nam đang phục vụ cho quý vị. Trời ơi, từ lầu miệng các đoàn, các gì, các gái hát luôn hát luôn không cao, các người đẹp không đâu, các gái hát đầu tuần. Và Vi Phụng và Thiên Minh với tất cả mọi người xin được chào đón gia đình mẹ con em Tấn Hương Nam lại lần nữa. Chào mừng chị trở lại an toàn và còn nguyên. Trời ơi trời, thật sự mà nói đó quý vị, tại chương trình nào ngày hôm qua rất là hấp dẫn cho thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật. Quý vị xem đó, không đủ chỗ ngồi và cũng không đủ chỗ để xe luôn. Nhưng mà tụi em cũng tạo ra nhiều điều kiện cũng như là nhiều cơ hội để cho quý vị đón nhận về nhiều cái tấm vé Lô Tô từ Lô Tô Hương Nam phát hành để phục vụ cho quý vị. Thì kính mong quý vị đã đến đây thì quý vị nhớ ủng hộ giùm cho chị em của chúng em, một người một vé cũng được quý vị, coi như là kích lệ tinh thần giùm cho toàn những Lô Tô Hương Nam. Và đặc biệt hơn nữa là nếu khán giả ơi, quý khán giả đến đây là quý khán giả đã thương Hương Nam rồi thì hãy cầm điện thoại lên và chia sẻ cái livestream này trên trang fanpage của danh hát Lô Tô Hương Nam mà, và chia sẻ để cho tất cả mọi người ở vùng sâu vùng xa đều có một giây phút giải trí với danh hát Lô Tô Hương Nam của chúng em mà. Vâng, đúng rồi quý vị, và đặc biệt quý vị ơi, ngoài fanpage danh hát Lô Tô Hương Nam thì là danh hát Lô Tô Hương Nam vẫn còn đang livestream trên YouTube Gánh Hát Lô Tô Hương Nam nha quý vị. Hai kênh để cho tất cả quý vị cùng theo dõi. Và đặc biệt, phần đội đầu tiên này là ở dưới tiền kiện và 10.000 đồng. Và xin được cầu chúc các cho chúng quý vị và gặp được nhiều may mắn. Và bây giờ chúng ta bắt đầu Số Chúng ta
nhìn tay sức nhẹ đến số nhìn ta ngồi vô bắt có biết chiều nay trở lại đây chiều nay mà nghe thiếu su sầu gì đây làm gì làm gì đây 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 có cô thầy trò lớn tuổi em từ số 1 à.
Về số 1 có 1, 25, 25 có 2, 44, 44 có 3, 59, 59 có 4, 7, 41. Ký hiệu 10.000 hợp lệ. Và em được tặng phẩm là con gấu, em được gấu nào cũng được, em được thì chị đi. Ừ, gấu nào cũng được, cái thao lựa để chị ra lấy gấu cho em. Em cứ ai nhắm đại con nào cũng dễ thương hết. Ừ, chị tặng cho em một con. Có một con gấu xanh dương nè. Con gấu đó em lấy hả? Ừ, bù cho chị 350. Dạ, không, không, lấy gấu khác đi, gấu đó mình bù tiền mình lấy gấu khác. Không, không vậy. Có con nào không bù tiền hả? Con này nè mẹ ơi, lại đi, con nào có bù tiền. Đó, đúng không, con này không có bù tiền. Mấy con kia là phải bù 500, 600 đó. Chị nói thiệt nha. Gì? Dòng sao hả? Dòng cái dòng cuối hả? Dòng mà chúng gấu bự là dòng cuối đó. Rồi cảm ơn em nha, em ở đâu vậy? Em, à, em ở đây hả? Họ đi xuống nghe má. Ủa, ở nhà ta chi hả? Không, em hỏi, em định hỏi cái câu kế tiếp đẹp có chồng chưa? À. Mà anh hỏi là bé của em ở đâu? Em ở đây, thôi em ở đây luôn. Rồi, rồi cho em lời này là em lời 20.000 đồng. Và chị em phụ xin được mời tất cả các chú, các chị và các bạn. Và còn đi sau đến trễ, em biết tới chọn cho mình một chỗ ngủ để mình xem qua chương trình Lô Tô, cái hát Lô Tô Nam online nha.